Vâng, xin kính chào quý vị. Hôm nay tại shop Auditina số 5 ngõ 198 Thái Hà, chúng tôi lại khui thùng một cặp loa Avantgarde XD Duo. Và đây cũng là một nhân dịp cuối năm nên cũng sẽ có những cái nhiều cái sự trải nghiệm cũng như có những cái gói hàng combo rất tốt. Nhưng hiện tại chúng ta giờ đi trực tiếp vào luôn cặp loa này vì tôi đang rất phấn khích khi muốn mở cặp loa này. Vâng, đây chính là hai khối thùng của hai về phần thân loa của dòng loa Avantgarde này. Và với những tiêu chí của hàng Handmix đến từ nước Đức được sản xuất thì đây chính là hãng Avantgarde Acoustic. Và hãng này thì chỉ có thiên hướng làm về những dòng loa họng kèn. Và đây là một cái nét tiêu biểu và tiêu chí riêng của người Đức vì người ta rất thích làm những dòng loa này với độ nhạy cao và có hỗ trợ thêm phần subwoofer cũng như các hình ảnh trên này. Còn đây là những hình ảnh minh họa để khi mình bóc thùng. Và giờ thì tôi sẽ xin bóc những cặp thùng loa này ra. Vì như các bạn thấy bóc đây thì đúng cũng là cái ly lông nhưng mà đúng ra là kẹp ghim rồi. Nhưng mà khi hãng người ta chuyển từ trong Sài Gòn ra thì người ta cũng đã phải đóng dấu và thẩm định. Nên đây cũng chỉ là cái bóc của Thiên Hà, là cái bóc mới ở tại Thiên Hà thôi. Đó, đây chính là cái phiếu bảo hành. Và thời gian bảo hành của cặp loa này nó có thời gian là 2 năm và 5 năm. Đó là những cái tiêu chí mà khi các bạn mua thì các bạn cũng nên lưu ý để đây là nó quyền lợi của các bạn. Và tại sao là 2 năm và tại sao là 5 năm thì với YouTube sau thì tôi sẽ giải thích sâu về vấn đề này. Còn bây giờ thì chúng ta hướng về cặp loa này và tôi sẽ nhờ nhân viên kỹ thuật cùng tôi đưa cặp loa, chiếc loa này ra ngoài. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là một hệ thống đóng chống sốc cực tốt của người Đức. Đó, đây là cái phần trên này và đây là những tấm xốp đã được ép theo khuôn. Và cái sự cầu kỳ này thì ngay từ tấm xốp thì các bạn cũng đã thấy được cái logo thương hiệu của hãng. Còn đây là mặt hỗ trợ để khi người ta đựng cái tuabin của cái modem này, của cái phần loa chung. Bây giờ thì phải đưa chiếc loa này ra phía ngoài. Vâng, như các bạn nhìn thấy vào, nếu mà có một khối loa nào mà đây nó làm cái loa chung thì chắc chỉ có người Đức. Và những cái điều nó quá gọi là kinh khủng và sức tưởng tượng. Và tại sao mỗi dòng loa này nó lại có cái nét đặc trưng hay của nó là độ nhạy thì cao mà loa chung và họng kèn thì lại cách phối thì trông rất là lạ và dị, đúng không ạ? Đó, đây là cả hệ thống của cái phần loa chung và trong này thì là củ nam châm neodymium. Và đằng sau đây thì là cả một hệ thống cánh tỏa nhiệt. Các bạn nhìn vào đây là cầu loa này. Đây là thùng ống hình trụ này. Đó, các bạn nhìn thấy sự kinh khủng và hôm nay thì chúng ta có thể là xem sâu chi tiết một chút với hệ thống này. Và đây là cánh tản nhiệt và các bạn cũng thấy là ít có một hãng loa nào khi làm hệ thống sử dụng nam châm lại dùng cánh tản nhiệt mà trông nó dữ và nó quái thú thế này. Còn tiếp theo thì tôi lại bóc xuống cái phần dưới. Đây chính là một cái bọt xốp đỡ để nó đỡ về phần âm trung. Còn đây chính là về cái phần loa, hai loa bát trầm và được sử dụng công suất lên tới 500W và 1000W ở cái định dạng mặt đằng trước. Còn đây là hệ thống e căng. Còn đây chính là cái hệ thống viên của loa tweeter. Còn đây chính là hai chiếc bát. Vâng, bát này bát 30cm bằng bằng giấy. Nhưng có cái côn loa thì rất là lớn. Và cái gân loa này thì đã được phủ một cái lớp keo để dưỡng ẩm. Đấy là mặt đằng trước. Và đây trước là mặt đồng hồ để hiển thị của chữ logo của hãng và XD. Còn về mặt đằng sau thì tôi phải xoay lại. Vâng, toàn bộ các hệ thống này thì nó nặng lên tới khoảng 100kg. Nên nó đã đứng được hoàn toàn trên một cái khung giá được bằng thép và được đặt riêng cho từng hãng, từng kiểu cách loa. Còn mặt đằng sau đây chính là một hệ thống của cánh tản nhiệt của chiếc âm ly đằng sau.
Và chiếc âm ly này thì nó sẽ được kết nối với các dải âm chung ở trên hai cầu dục loa này. Và toàn bộ hệ thống preset thì sẽ nằm ở đây, tức là mình sẽ chỉnh cân theo phòng. Tức là phòng rộng bao nhiêu, rồi đặt loa bao nhiêu, rồi tất cả mọi cái chi tiết thì người ta sẽ gọi preset cho người ta. Còn đây là người ta sẽ dùng các cái trigger của để kết nối link sang nhau để phục vụ cho cả hệ thống âm ly. Còn đây là phần nguồn và nút power để bật tắt mở. Trông thật tuyệt vời. Nhưng mà tất cả những cái đẹp này chỉ là cái sự hoàn thiện bên ngoài của cặp loa. Còn sau đây thì tôi tiếp tục lại khui tiếp đến cái phần đằng sau của cặp loa này. Đó chính là cái phần họng kèn. Họng kèn để cho các bạn có một cái sự lựa chọn hơn thì riêng hãng Avangard này đưa ra rất nhiều các cái màu sắc của các họng kèn này. Vâng, hôm nay thì chúng ta sẽ tìm thấy một màu họng kèn orange. Và họng kèn này nó có cái đường kính lên tới 67cm, tương đương bằng 670mm. Nhưng mà khi nhìn chụp ảnh sâu vào trong thì các bạn sẽ thấy cái độ bóng, cái độ sa kim của trong cái họng kèn này nó rất là đẹp. Thế này chắc tôi phải nhờ thêm nhân viên kỹ thuật thì mới đưa được chiếc họng kèn này ra để phục vụ cho các bạn. Còn hôm nay tiệu chung thì tại Thiên Hà đang set up một hệ thống loa Avangard. Đây là một trong những hãng thương hiệu rất lớn đến từ nước Đức. Và cái điều phấn khích của Avangard này đó là một phong cách chơi. Và tại sao người ta thích chơi loa kèn, vì yếu tố gì? Thì các bạn hãy đợi vào YouTube sau. Chúng ta cùng có một buổi trải nghiệm và đi sâu hơn về độ chi tiết của cặp loa Avangard này đánh cùng hệ thống âm ly gì. Hẹn các bạn vào YouTube sau.